Thông tin cập nhật về thiệt hại về người và tài sản trong trận lũ quét hôm 10 tháng 9 tại thôn Làng Nú, xã Phú Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tính đến 12 giờ trưa hôm qua, sau khi tiến hành ra soát từ tổng thể đến chi tiết, các cơ quan đơn vị chuyên môn địa phương xác định số người mất tích tại Làng Nú đã giảm 29 người so với báo cáo ban đầu. Theo đó, số hộ trong khu vực bị lũ quét sạt lở đất là 33 hộ với 40 nóc nhà, là nơi sinh sống của 168 nhân khẩu, tăng 10 nhân khẩu so với số liệu ban đầu do một số người đi làm ăn xa. Số người chết và mất tích cũng có sự thay đổi do thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị ngắt, gián đoạn, giao thông bị chia cắt, dẫn đến chưa kịp thời thống kê, báo cáo một cách chính xác. Đến thời điểm hiện tại, có 87 người an toàn, 15 người đang điều trị tại bệnh viện, 52 người chết, 14 người mất tích, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu. Trên cơ sở ra soát, sở chỉ huy tiền phương tại làng nũ sẽ tập trung lực lượng khảo sát xác định thêm những vị trí có khả năng có người bị dùi lấp tập trung nhân lực máy móc phương tiện để tìm kiếm với quyết tâm cao nhất để đưa người còn mất tích về giới gia đình